Công Vinh, tôi tin không một nhân vật nào đứng trên pháp luật, dù là doanh nhân, CEO nào đó. Công Vinh có phát ngôn gây chú ý trên sóng livestream sao kê toàn bộ tiền kêu gọi quyên góp từ thiện. Như đúng lời hứa, 2 giờ chiều ngày 17 tháng 9, vợ chồng Thủy Tiên đã lộ diện và giữ tâm lý thoải mái để chốt hạ drama diễn ra suốt thời gian qua. Ngoài ra, buổi làm việc này còn có mặt của đại diện ngân hàng, báo chí, luật sư và sự chứng kiến trực tuyến của hàng trăm nghìn cư dân mạng. Đang chú ý, sau khi liên tục bị công kích tổ ăn chặn từ thiện, Công Vinh đã có phản ứng rõ ràng trên sóng livestream. Nam cầu thủ khẳng định, tôi tin không một nhân vật nào đứng trên pháp luật, dù là doanh nhân, CEO nào đó. Sau đó, Công Vinh cho biết sẽ nhờ pháp luật vào cuộc để kiện những ai vu khống, bôi nhọ danh dự của anh và gia đình. Đồng thời, vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên hẹn sẽ đăng toàn bộ sao kê lên mạng xã hội để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Công Vinh khẳng định không một ai đứng trên pháp luật dù là doanh nhân hay CEO nào cựu cầu thủ xứ nghệ bức xúc tuyên bố sẽ kiện ai đã vu khống, bôi nhọ danh dự anh và gia đình suốt thời gian qua. Thủy Tiên, công vinh gửi văn bản chính thức lên tiếng làm rõ 4 điều về vụ từ thiện 177 tỷ, tuyên bố nhờ công an vào cuộc. Thông tin liên quan đến buổi sao kê của Thủy Tiên liên tục được cập nhật trên mạng xã hội. Phía Thủy Tiên cũng quyết làm căng khi bị tung tin bịa đặt. Sự kiện hot nhất trên mạng xã ngay thời điểm này ắt hẳn là vụ Thủy Tiên và Công Vinh trực tiếp ra ngân hàng để sao kê số tiền 177 tỷ đồng kêu gọi cứu trợ miền Trung. Theo Công Vinh công bố, có đến 18.000 tờ giấy A4 để sao kê số tiền từ các mạnh thường quân, vợ chồng anh sẽ minh bạch tất cả và giải đáp những thắc mắc của dân mạng. Cùng thời điểm này, phía luật sư của Thủy Tiên đã gửi văn bản pháp lý chính thức tới cơ quan truyền thông để lên tiếng về vấn đề có liên quan và đồng thời cũng qua đây lên tiếng cảnh cáo những người tung tin bị đặt làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của vợ chồng nữ ca sĩ. Chúng tôi sẽ yêu cầu các cá nhân đó phải chấm dứt các cáo buộc, vu khống của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời bồi thường thiệt hại cho những tổn thất mà họ đã gây ra. Phía Thủy Tiên chia sẻ các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.